mười hai tự tại chủ đồng tử phó thác thứ hai nhiêu ích hạnh bấy giờ thiện tài đồng tử thọ lời dạy của tỳ kheo thiện kiến rồi suy ngẫm tu tập thấu rõ quyết định được ngộ nhập vào pháp môn đó chúng trời rồng dạ xoa càn thát bà vây quanh trước sau mà hướng về nước danh văn tìm cầu tự tại chủ đồng tử khắp nơi bấy giờ có trời rồng càn thát bà vân vân ở trong hư không bảo thiện tài rằng thiện nam tử nay đồng tử này đang ở bên bờ sông bấy giờ thiện tài liền Đến đi đến chỗ tự tại chủ đồng tử, thì thấy đồng tử đó được 10.000 vị đồng tử cùng vây quanh, gom cát lại để chơi đùa. Thiện tài đồng tử thấy rồi, bèn đảnh lễ tự tại chủ đồng tử, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, chắp tay cung kính, đứng qua một bên, bạch rằng đức thánh con trước đã phát tâm a nậu đa la tam miệu tam bồ đề mà chưa biết bồ tát làm thế nào học bồ tát hạnh làm thế nào tu bồ tát đạo xin hãy vì con giải thích nói tự tại chủ đồng tử nói rằng thiện nam tử xưa kia ta đã từng ở chỗ văn thủ sư lợi đồng tử tu học thư số toán các pháp liền được ngộ nhập pháp môn tất cả công xảo thần thông trí thiện nam tử ta nhờ pháp môn này mà biết được thư số toán ấn giới xứ các pháp thế gian ta cũng có thể chữa lành những bệnh phong điên ốm gầy quỷ mị dựa nhập hết thảy tất cả các bệnh như vậy cũng có thể tạo lập thành ấp xóm làng vườn rừng đài quán cung điện phòng ấp Đủ thứ các nơi Cũng khéo điều luyện đủ thứ thuốc tiên Cũng khéo kinh doanh, ruộng nương, thương mại Tất cả các nghề Đè bỏ, tiến lùi Đều được sở nghi Lại khéo biết thân tướng chúng sinh khác nhau Làm thiện, làm ác Sẽ sinh vào cõi lành Sẽ sinh vào cõi ác người đó đáng đắc được đạo thanh văn thừa người đó đáng đắc được đạo duyên giác thừa người đó đáng nhập vào bậc nhất thiết trí những việc như vậy ta đều biết được cũng khiến cho chúng sinh học tập pháp này để tăng trưởng quyết định rốt giáo thanh tịnh Thiện Nam Tử, ta cũng biết được toán pháp của Bồ Tát, đó là một trăm lạc xoa là một câu chi, câu chi câu chi là một a du đa a du đa a du đa là một na do tha na do tha na do tha là một tần bà la tần bà la tần bà la là một căng yết la nói rộng ra cho đến yêu bát la yêu bát la là một ba đầu ma ba đầu ma ba đầu ma là một a tăng kỳ a tăng kỳ a tăng kỳ là một thú 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 là một dụ 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 là một vô số vô số vô số là một vô số truyền vô số truyền vô số truyền là một vô lượng vô lượng vô lượng là một vô lượng truyền vô lượng truyền vô lượng truyền là một vô biên vô biên vô biên là một vô biên truyền Vô biên chuyển, vô biên chuyển là một vô đẳng. Vô đẳng, vô đẳng là một vô đẳng chuyển. Vô đẳng chuyển, vô đẳng chuyển là một bất khả số. Bất khả số, bất khả số là một bất khả số chuyển. Bất khả số chuyển, bất khả số chuyển là một bất khả xưng. Bất khả xưng, bất khả xưng là một bất khả xưng chuyển. Bất khả xưng chuyển, bất khả xưng chuyển là một bất khả tư. Bất khả tư, bất khả tư là một bất khả tư chuyển. Bất khả tư chuyển, bất khả tư chuyển là một bất khả lượng. Bất khả lượng, bất khả lượng là một bất khả lượng chuyển. Bất khả lượng chuyển, bất khả lượng chuyển là một bất khả thuyết, bất khả thuyết, bất khả thuyết là một bất khả thuyết truyền. Bất khả thuyết truyền, bất khả thuyết truyền là một bất khả thuyết, bất khả thuyết. Bất khả thuyết, bất khả thuyết, bất khả thuyết, bất khả thuyết là một bất khả thuyết, bất khả thuyết truyền.